Búp bê bắn cung Colombia Valentina Acosta Giraldo. Không chỉ là nơi hội tụ nhiều tài năng thể dục thể thao, Thế vận hội mùa hè còn là nơi xuất hiện vô vàn trai xinh gái đẹp trong lĩnh vực này. Năm 2021, tại Olympic 2020, tổ chức muộn do dịch bệnh, Valentina Acosta Giraldo, vận động viên bắn cung đến từ Colombia, là một nhân vật như vậy. Sở hữu gương mặt xinh đẹp cùng làn da trắng mịn, nữ cung thủ 21 tuổi luôn làm tâm điểm thu hút mọi ánh nhìn mỗi khi cô ra sân thi đấu. Ở thời điểm Olympic Tokyo 2020, Valentina được mô tả như một nữ thần vì ngoại hình và thần thái cực đỉnh. Dù không thể tiến sâu tại Thế vận hội, song cơn sốt từ nhan sắc đã giúp cô nàng nổi như cồn, lượng người theo dõi trên trang cá nhân tăng chóng mặt. Hiện tại Instagram của Valentina đã có 1,5 triệu người theo dõi, con số mà nhiều người làm giải trí còn khó đạt được chứ không riêng gì các vận động viên. Valentina bén duyên với thể thao từ khi còn bé và đặc biệt yêu thích bộ môn bắn cung, đồng thời thể hiện khả năng nổi bật của mình. Năm 16 tuổi, Valentina chính thức là thành viên đội tuyển quốc gia Colombia môn bắn cung, tham dự nhiều cuộc thi trong nước và quốc tế. Tháng 8 năm 2019, khi mới 19 tuổi, Valentina trở thành nhà vô địch thế giới môn bắn cung tại giải bắn cung trẻ. Chiến thắng này giúp cô được kỳ vọng sẽ trở thành tài năng cho nền thể thao nước nhà. Nhờ thành tích và tài năng của mình, Valentina đã được trao suất dự Thế vận hội Olympic Tokyo 2020. Tuy nhiên, cô sớm dừng chân tại sân chơi lớn này. Dù không đạt thành tích cao, Valentina vẫn gây bão trên truyền thông nhờ có gương mặt đẹp với cặp mắt to tròn, được khen xinh như búp bê. Trở về từ Olympic, cô quyết định tạm dừng thi đấu để nghỉ ngơi, chuyển sang Mỹ sống cùng bạn trai. Cặp đôi kết hôn năm 2022 và hiện vẫn cư trú ở xứ sở cờ hoa. Valentina từng tiết lộ, chồng đã gửi tin nhắn làm quen sau khi nhìn thấy cô trên YouTube. Một ngày, nữ vận động viên bất ngờ hồi đáp anh và bắt đầu một chuyện tình đẹp. Cô mô tả, ông xã là người ân cần, chu đáo, thông minh, sáng tạo và vui tính. Nửa kia của Valentina làm công việc liên quan tới quay phim. Họ được khen là xứng đôi về ngoại hình. Sau khi nghỉ thi đấu, Valentina có những trải nghiệm ở nhiều công việc khác như người mẫu quảng cáo, streamer hay cosplayer. Ngoài ra, cô cũng nhận job quảng cáo cho các nhãn hàng trên trang cá nhân như một KOL chuyên nghiệp. Từ năm 2023, Valentina đã trở lại với sự nghiệp bắn cung. Cô chăm chỉ tập luyện và giành được huy chương vàng tại đại hội thể thao được tổ chức ở Valle Cauca, Colombia, nhưng vẫn không giữ được suất dự Olympic 2024. Sau hơn 3 năm nổi tiếng, búp bê bắn cung vẫn giữ được sức hút. Ở đời thường, cô ưa chuộng phong cách thời trang khỏe khoắn, năng động. Nữ vận động viên còn thường xuyên tập gym để tăng cân và có thân hình săn chắc. Thả tim và bình luận nếu bạn cũng hy vọng có thể thấy Valentina trở lại với đấu trường Olympic trong tương lai.